Phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Người Cao Tuổi xã Minh Quang, huyện Tam Đảo đã có nhiều hội viên tự nguyện đóng góp công sức, hiến đất làm đường giao thông, góp phần cùng địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Trong 5 năm qua, Hội Người Cao Tuổi xã Minh Quang đã có 650 hộ tham gia tự nguyện hiến trên 1.000 mét vuông đất, đóng góp 350 triệu đồng và gần 1.000 ngày công lao động để cùng làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa, góp phần thêm bản sắc cho làng quê. Người cao tuổi phải đứng ra để vận động con cháu chấp hành về cái việc hiến đất, hiến công, rồi thì cả tiền như thế nào thì là con cháu phải chấp hành. Điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới của Hội Người Cao Tuổi xã có cụ Nguyễn Thị Bổng ở thôn Cam Lâm Đồn. Nay đã gần 100 tuổi, là người đi đầu tự nguyện hiến 240 mét vuông đất để làm đường giao thông. Mỗi một người góp lại một ít, nó mới thành được một cái nông thôn mới. Nó mới thành một công nông mới được chứ. Người nào cũng nghĩ cái ích trong gia đình nhà mình thì không bao giờ thành được. Tôi nghĩ như thế, mà đẹp cho gia đình nhà tôi, mà lại đẹp cho cả bản thân tôi, lại đẹp cho cả xã hội, mà lại đẹp cho cả làng. Những con đường bê tông, công trình phúc lợi được xây dựng khang trang trên địa bàn xã. Các cụ không chỉ trực tiếp đóng góp công sức tiền của, mà còn tuyên truyền vận động con cháu cùng nhân dân phát huy nội lực, tham gia xây dựng nông thôn mới. Sau khi có chủ trương của trên của nhà nước, thì các tổ chức của đảng, của chính quyền để tiến hành họp, thì gia đình chúng tôi là một trong gia đình như vậy là vui vẻ, đồng tiền, cũng là làm gương cho các bà con trong xóm. Chúng tôi hiến cái chỗ đất này như vậy là 240 mét. Để làm đường, trước nó làm cái đường nhỏ thôi, chứ bây giờ đường làm còn bao nhiêu ruộng thì cũng của nhà nước hết. Thế và như vậy quá trình làm thì bà con như vậy làm theo, và cái công việc và tiến hành làm nông thôn mới của chúng tôi đạt cái kết quả rất là tốt. Có thể thấy Hội Người Cao Tuổi xã Minh Quang đã góp phần không nhỏ trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Thời gian tới, cán bộ, hội viên người cao tuổi tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các phong trào, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển.